Sau khi các hàng rào phong tỏa được tháo rỡ, người dân thành phố Thượng Hải đã được tự do đi lại sau 2 tháng cố thủ trong nhà để phòng chống dịch Covid-19. Thành phố xa hoa nhất Trung Quốc đang dần trở lại nhịp sống bình thường. Hơn 2 tháng qua, Trung tâm Tài chính Trung Quốc đã trải qua tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt do Covid-19, khiến đời sống của người dân bị đảo lộn và nền kinh tế bị ảnh hưởng. Hình ảnh những giá để đồ và ô giao nhận hàng trở nên quen thuộc với người dân Thượng Hải trong hơn 2 tháng qua. Đến nay, người dân Thượng Hải đã được thả cửa, chính quyền thành phố đặc biệt nhắc nhở các ban quản lý khu phố, khu dân cư và chung cư không được hạn chế người dân ra vào với bất kỳ lý do nào. Các nhà chức trách thành phố Thượng Hải tháo dỡ hàng rào xung quanh các khu dân cư và gỡ dây phong tỏa khu vực công cộng. Người dân phải thực hiện các quy định phòng dịch như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, chấp hành yêu cầu xét nghiệm hoặc quét mã QR theo yêu cầu. Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 chỉ áp dụng cho những người ở khu vực có nguy cơ thấp, người dân vẫn sẽ phải đeo khẩu trang và được khuyến khích hạn chế tụ tập. Dù có nới lỏng nhưng hoạt động ăn tối tại các nhà hàng vẫn bị cấm. Các cửa hàng có thể hoạt động với 75% công suất. Cư dân sẽ phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 cứ mỗi 72 giờ để di chuyển bằng phương tiện công cộng hay tới các địa điểm công cộng. Thông tin dỡ phong tỏa lan truyền nhanh trên mạng, cư dân thường hải phấn khích vỡ òa sau hơn 70 ngày cách ly tại nhà không thể phủ nhận việc chấm dứt lệnh phong tỏa đã mang lại tâm lý nhẹ nhõm cho người dân tại thành phố này